Tìm hỏi soi tính cách và nhận quà ngay tại website Milo. Em sẽ đi đoàn luôn và em cũng là nhân viên kinh doanh của công ty ạ. Có lẽ bình thường cũng ngồi ở công ty khách đông quá thiếu chạy xô cũng chạy xô luôn. Dạ. Đi cũng được nhiều nơi hay là mình chỉ đi trong Nha Trang thôi hay là đi ra các tỉnh khác luôn? Đông Tây Nam Bắc thì hầu như em đã đi rồi. À, đi làm thì cũng có và đi tìm người yêu cũng có. Đi làm thì cũng có và đi tìm người yêu cũng có. Sao đó nghe câu này hấp dẫn à. Trời ơi, tôi thấy rồi, tôi hiểu rồi. Rồi, xin mời hai bạn mở mặt nạ ra nha. Rồi, mời chàng trai giới thiệu trước đi. Mình nói to rõ lên, nói lớn lên để cho đối phương có thể nghe được thông tin của mình nha. Mời em trai. Em xin tự giới thiệu là em tên Đoàn Trung Thành. Có Trung Thành không? Chắc cũng có. Sinh sống ở Ninh Thuận, hiện tại cũng đang làm việc ở Ninh Thuận luôn. À, quê Ninh Thuận luôn hả em? Rồi, dạ. Sống làm việc ở Ninh Thuận luôn. Dạ, hiện tại thì em đang làm kỹ thuật viên ở bên Ninh Thuận. Kỹ thuật viên về cái gì? À, sửa chữa thiết bị á. Năm nay em sinh năm 94, 27 tuổi ạ. Còn trẻ vậy đó hả? Dạ. Mình đang sống với ai? Hiện tại thì đang sống với cả bố mẹ. Sống bố mẹ, nhà mình đông anh chị em không? Hiện tại thì có hai chị lấy chồng hết rồi. Em đang sống với cả ba mẹ với họ. À, có ba chị em thôi, hai người chị đi lấy chồng rồi. Rồi, chào em gái. Dạ, em chào chị. Dạ, em tên là Ngọc Thúy. Dạ, em năm nay cũng 27 tuổi. À, hiện tại thì em đang làm du lịch ở tại Nha Trang. Quê của em là ở Phú Yên ạ. Em đi Nha Trang chơi lần nào chưa? Dạ, em muốn hay ra Nha Trang chơi ạ. Đi ra bao xa? Đi bao lâu? Chắc cũng tầm 2 tiếng ạ. À, đi không xe máy được. Vậy thì cũng thuận tiện ha. Rồi, mình làm công việc như thế nào? Công việc của em là hướng dẫn viên du lịch. Thường thì nếu như mà trường hợp khách đông á, thì em sẽ đi đoàn luôn. Và em cũng là nhân viên kinh doanh của công ty ạ. À, có lẽ bình thường cũng ngồi ở công ty khách đông quá thiếu chạy xô thì mình cũng chạy xô luôn. Dạ. Đi cũng được nhiều nơi hay là mình chỉ đi trong Nha Trang thôi hay là đi ra các tỉnh khác luôn? Đông Tây Nam Bắc thì hầu như em đã đi rồi. À, đi làm thì cũng có và đi tìm người yêu cũng có. Sao nói nghe cái câu này hấp dẫn nè. Thời gian rảnh á, trong năm á, thì em cũng hay đi chơi. Và đa số là em đi một mình. Trong cái quá trình mà em đi sẽ có một hai ngày nào đó em đi để tìm hiểu, cho nên là em sẽ đi ghép đoàn. Và cũng có may mắn là cũng làm quen được với nhiều cô chú, anh chị. Dạ. À, thật ra nói cho vui là tìm người yêu thôi chứ trải nghiệm cuộc sống. Dạ, em đi để trải nghiệm với lại học hỏi thêm nhiều để cho công việc của mình nó tốt hơn. Tốt quá ha. Như vậy là một cô gái cũng sống rất là hiện đại, có học hỏi, có muốn cầu tiến và cũng muốn trải nghiệm cuộc sống rất là nhiều. Rồi, em thấy điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là ham học hỏi, nhanh nhẹn và chân thành. Dạ, còn điểm yếu của em thì đôi lúc cũng hơi nóng tính. Nhưng mà nóng tính ở một cái giới hạn là trao đổi công việc đối với một số việc thôi. Chứ còn nếu như mà đối với khách hàng thì sẽ không bao giờ nóng giận. Trong cái nhược điểm đó thì em cũng có thể giải quyết được nhanh, chứ không có mà giận lâu hoặc là để mình nóng tính lâu. Chỉ trong vòng khoảng 3-5 phút hoặc 10 phút là hết thôi. Vậy cũng tốt. Ai cũng có những lúc cần phải xả chứ. Có nhu cầu chứ, cũng có hỉ nộ, nóng giận thất thường chứ. Đúng không em? Không sao cả. À, thế còn em trai, mình thấy điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em thì em thấy là em là người biết lắng nghe trong cuộc sống. Nên là một người có tính kiên trì trong công việc. Nói chung là cũng không có ăn chơi gì hết. Còn là biết lo làm ăn. Rồi điểm yếu? À, điểm yếu thì em ít nói với cả gặp người lạ, em ít tiếp xúc, ngại giao xúc. Cởi mở lên, người ta là thấy sao theo, theo kịp người ta, làm người ta dạng dĩ, nói đàng, nói năng đâu ra đó, mạch lạc, rõ ràng. Cái này là điểm yếu của em thôi anh. Thì cũng phải cố gắng cải thiện chứ. Trời ơi, tướng ta cao ráo gì mà nói chuyện gì nhút nhỏ xíu xíu, nó không có xứng với cái tướng của mình. Mới lớn lên cho nó mạnh mẽ lên, đàn ông cho nó hoành tráng lên xíu nha. Dạ. Rồi, tình trường sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Hồi xưa thì em mới quen 2 mối tình. 2 mối tình. Nhưng mà cũng không có gì đậm sâu hết, xong rồi. Mối tình kéo dài được bao lâu? Được khoảng mấy tháng thôi chứ không. Mấy tháng à? Dạ. Lý do làm sao không có mối tình nào dài hơn vậy? Dạ, hồi đó thì chắc còn nhỏ, xong rồi mình quen xong rồi cũng cảm thấy không hợp nữa thì thôi, chứ không có tính đến lâu dài á. À, vậy lúc đó là lâu rồi hả? Cách đây mối tình đó cách đây bao lâu rồi? Mối tình gần nhất thì cũng cách là 3 năm nay rồi. Chưa có cái gì sâu đậm hết. Dạ. Còn em gái, đó, trải nghiệm nhiều hơn nè, mình có được mấy mối tình rồi? Dạ, mối tình chính thức của em là 2 mối tình. Dạ. Dạ, cũng lâu rồi. Em tìm hiểu được gần 1 năm thì chia tay. Lý do sao? Em thấy có tin nhắn của người thân.
thứ ba. À dạ. Mình có tìm hiểu không, có hỏi ảnh trực tiếp không, hay là mình lặng lặng chia tay? Dạ em cũng có nói chuyện, nhưng mà giải thích thì em cảm thấy là nó không đúng lý. Dạ. Và mối tình thứ hai thì năm 2016 ảnh lại có nhiều mối quan hệ bên ngoài á, vừa công việc xong rồi vừa chơi bạn bè bên ngoài, không có quan tâm và không có trân trọng cái mối quan hệ với em. Kéo dài được bao lâu? Dạ mối tình đó thì 6 tháng thôi ạ. Vậy là mối tình nào em cũng chủ động chia tay, một cái là người ta có người khác, một cái là người ta cũng không trân trọng cái mối quan hệ. Dạ. Khi em chủ động thì chia tay thì các bạn đó đồng ý luôn hay là có ai dây dưa núm níu gì không? Dạ mối tình đầu thì cũng có níu kéo, nhưng mà đối với em thì một khi mà em đã thấy, em biết mà có mối quan hệ như vậy rồi á, em quyết định là sẽ không bao giờ quay lại. Tiếp người là mình không có tha thứ những cái chuyện đó được, đúng không? Ví dụ như trường hợp mà có thể thay đổi được á thì thay đổi, còn nếu như mà đã không chung thủy rồi á thì em sẽ không bao giờ. Rồi, em quyết định chia tay là chia tay luôn. Quyết định chia tay là, cho nên là quen với cô này là phải chung thủy là đặt lên hàng đầu nha em nha. Mình nghĩ mình có phải là người chung thủy không? Em nghĩ là em cũng tiếp người đó. Vậy em muốn tìm một người vợ như thế nào? Thằng gái dễ thương một xíu, với cả biết lắng nghe quan tâm với gia đình là được rồi. Nên ngoại hình có yêu cầu gì không? Cân đối là vừa được thôi. Cân đối là vừa thôi. Cái cân đối đó mới khó đó, kiểu vậy đó. Thế còn em, cái mẫu bạn trai hay mẫu người chồng tương lai mà em mong muốn là người như thế nào? Ảnh làm về kinh tế, chăm lo làm ăn. Dạ. Với lại là người có đạo đức, người có đạo đức, đối nhân xử thế một tí. Dạ. Đặc biệt là nếu mà gia đình thì phải lễ phép. Dạ. Chăm lo cho gia đình. Về ngoại hình có yêu cầu gì không cưng? Dạ từ 1m6 trở lên được chị. Ngon là dạ. Đây mét mấy nói thử cái nghe chơi. Dạ hơn 1m7. Hơn 1m7 đó chờ, tôi nói rồi cao to vặn vỡ. Có điều cái nói chuyện nhỏ xíu à, mình có đem hình không em cho chị mượn coi. Này Đà Nẵng hả cưng? Dạ. Coi đi, năm cô gái có một cô, năm chàng trai có một chàng. Chị 1m7. Anh này áo màu xanh. Áo màu xanh à. Rồi để đó chút xíu coi đúng không. Bên đây cô nào? Em thấy mấy cô này đặc điểm nhận dạng. Em cao mét mấy? Dạ trên 1m6 ạ. Nhìn vô mắt cận nha. Người đeo mắt cận. Có hai người đeo cận luôn. Rồi sao cô nào? Nhưng mà vậy xác suất còn 50-50 dễ chọn rồi. Dạ. Anh nhìn ai dễ thương hơn vậy? Chắc 1m6 là cô này ạ. Rồi cái cô đang lùn xuống. Xin mời hai bạn hãy cùng hướng nhau, hướng mắt về trái tim để xem cảm nhận đầu tiên của mình ngày hôm nay. Anh áo xanh có hai anh áo xanh, một anh xanh đậm, một anh xanh lợn. Cô mắt kiến có hai cô mắt kiến, một cô đứng, một cô ngồi. Chúc mừng hai bạn đón cặp lớp hết cả hai. Yeah. Ta anh xanh lợn chứ phải anh xanh đậm nha. Ở đây là cô đứng chứ không phải cô ngồi nha. Đúng chưa? Tại vì thấy trong cái hình nó hơi cao, hơi cao hơn. Rồi và cảm xúc nhìn trực tiếp ở ngoài lần đầu tiên gặp mặt hay sao? Nhìn bạn dễ thương. Còn em? Dạ, nhìn ảnh hiền. Ảnh hiền ha, hơi rụt rè ha. Rồi bây giờ cái phần quà tặng á, tặng nhau đi chứ nãy giờ thấy ức chế tôi lắm luôn á. Đó, nghĩ sao nãy giờ bắt tôi hửi cái mùi khô mực đó đó. Quê anh có cái này là đặc sản á. Dạ. Hôm nay anh cầm đến này thay cái mặt tình cảm của anh dành cho tặng em. Đưa qua cho ta đi, ta giơ tay rồi bỏng rụt rè hoài vậy. Dạ em cảm ơn anh. Rồi đây là em nghĩ anh nghĩ em sẽ thích cái này. Dạ em cảm ơn anh. Là gì á chồng vậy? Dạ hộp son ạ. Anh có mùi nhậu thì em có men. Rồi đó coi có men là cái gì đâu, đưa qua cho ta tôi coi coi cái gì vậy. Dạ mở ra luôn coi cái gì á chồng. Rồi đó coi đâu tự nhiên người tặng là rượu, người tặng mực vậy. Dạ em tặng anh nha. Mấy ba mình vui ra nhậu luôn đi. Dạ được luôn chị. Nướng mực lên luôn. Trời ơi dạ. Dễ thương quá ha, hợp ý nhau ghê. Rồi thôi ngồi xuống nha hai bạn. Có rượu, có mồi đầy đủ ha, mồi mặn mồi ngọt có luôn. Rồi chúc hai bạn say xỉn cùng nhau cho nó vui. Chị Tường sẽ dành cho hai bạn một chút xíu thời gian để tâm sự với nhau nhiều hơn. Mới gặp nhau lần đầu còn hơi rụt rè thì bây giờ mình sẽ thưởng thức đồ ăn của chương trình dành cho mình nha. Rồi mình nói chuyện ít phút sau chị Tường sẽ quay lại được không? Tự tin lên nha, mạnh mẽ lên nha. Rồi Bill
Anh ở Ninh Thuận là anh làm ở Ninh Thuận hay là... Anh thì làm ở Ninh Thuận nhưng mà cũng có chi nhánh ở Nha Trang ấy. Anh cũng hay ra Nha Trang làm. Dạ. Nhiều cái vài tháng anh đã ra Nha Trang làm một lần. Dạ. Anh cũng ra Nha Trang làm thường xuyên, nói chung là cũng gần thôi, không có xa gì hết. Dạ. Hiện tại là anh ở Ninh Thuận cùng với ba mẹ hay là anh ở một mình? Hiện tại cũng đang ở với ba mẹ. Không biết em thì ở ngoài đó thì cũng sống đi nào xong rồi về nhà ở cùng với ba mẹ hay sao? Dạ, hiện tại thì là em cũng về ở Phú Yên em ở. Dạ, xong rồi khoảng tầm tháng 3 thì em sẽ vào Nha Trang lại để tiếp tục đi làm. Còn ở Nha Trang là em ở chưa? Dạ, em ở trọ cùng với bạn. Em nghĩ sao khi nào mà chẳng hạn như mình quen nhau em về Ninh Thuận thì em thấy sao? Dạ, thoải mái. Cũng được hả? Dạ, tại vì em cũng thường hay di chuyển á. Ba mẹ cũng hiểu, với lại là khi mà em đi á, thì em tự lập từ nhỏ rồi, cho nên là em cũng không có ngại việc phải làm dâu hoặc là có chồng xa, miễn sao là cả hai có thể ổn định về kinh tế với lại là mình hạnh phúc là được. Anh thấy anh tính lập nghiệp ở Ninh Thuận này luôn. Dạ. Vì hiện tại công việc của anh cũng ổn định á, thì dạ, anh nghĩ đến lập nghiệp ở đây. Nhưng mà anh thấy thì cũng không có xa lắm, nói chung có thể là mình chia thời gian ra thăm bên hai bên gia đình cũng được á. Dạ. Thì cũng không có vấn đề gì cái đó. Còn cái chuyện làm dâu thì nếu mà mình thích thì mình ở, còn nếu mà chẳng hạn như nếu mà mình vướng mắc thì mình có thể ra ở riêng cũng không sao. Dạ. Cũng anh cũng không có ép buộc cái chuyện đó. Dạ. Thì thật ra thì ở Ninh Thuận đi về Phú Yên thì khoảng tầm 4-5 tiếng thì nó cũng gần. Dạ. Đi cũng thoải mái, em không say xe nên là không sợ đâu. Em nghĩ sao khi quen người bằng tuổi, em có thích người bằng tuổi không? Dạ, lúc trước thì thật sự là em không thích người bằng tuổi đâu. Nhưng mà càng lớn thì em có một cái suy nghĩ khác đi, là nếu như mà trường hợp mình thấy hoặc là mình gặp cái người đó trưởng thành á, thì bao nhiêu tuổi nó cũng không quan trọng bằng cái sự trưởng thành đó đâu. Em có quan điểm thế nào về tình yêu không? Dạ, hàng đầu vẫn là chung thủy. Và cả hai tôn trọng lẫn nhau và có sự chia sẻ trong một cái lúc nào đó, để mà thứ nhất là có thể hiểu nhau hơn và về lâu dài thì nó sẽ tốt hơn. Anh cũng đồng ý với quan điểm đó thôi, nói chung mình phải có chia sẻ. Dạ. Nói chung là cảm thông với nhau nữa. Dạ. Hai cái đó thì mình sẽ giữ được cái hạnh phúc gia dạ. đình thôi. Dạ, đúng rồi. Về cả yêu hoặc là vợ chồng cũng vậy, cái gì cũng chia sẻ với nhau để mà có sự thông cảm với lại là hiểu nhau hơn, thì cái thời gian nó sẽ bền lâu hơn. Thấy em đi lại nhiều mà cũng chung là cũng ăn nói giỏi nữa mà sao mà thế nào giờ cũng chưa tìm được ai. Dạ, tại vì là em đi làm thật ra thì gặp cũng toàn là các cô chú lớn tuổi thôi. À, các cô chú ấy sau bao nhiêu năm thì 5-6 năm mà đi cùng với em á, thì cô chú cũng hay hỏi là bao giờ lấy chồng. Nhưng mà về khách hàng thì em không yêu, không yêu và không có mối quan hệ đối với khách hàng. À, có một số cô chú ở trong gia đình cũng có làm mai mối, nhưng mà em thấy nó không có phù hợp với lại cái tính cách của mình. Tại vì thật ra thì em cũng không thích con trai mà giống như là nhậu nhẹt kiểu theo kiểu bê tha ấy. Dạ, nhậu nhẹt thì em không cấm, nhưng mà đừng có bê tha quá. Anh thì cũng không nhậu à? Dạ. Chung anh ít à? Ở có một số người thì em gặp thì nhậu nhẹt, bê tha, với lại là cái tính cách á, mình cần phải chia sẻ nhiều hơn để mà nó phù hợp. Chung anh thì đặc biệt là con gái thì anh nhát lắm. Với cả những người mà mới gặp lần đầu anh cũng hơi nhát, anh ít nói chuyện lắm. Dạ. Từ những người gọi là thân rồi thì anh mới bắt đầu bày tỏ tình quan điểm với tình cảm mình ra. Dạ. Như em cũng thấy rồi á, anh cũng dạ. nói chuyện rất là nhát chứ đám đông á. Dạ. Thế nên bây giờ anh mới cần nhờ cái chương trình. Thì hiện tại công việc của anh là ở Ninh Thuận, là anh làm chính về mảng gì ạ? Anh sửa chữa thiết bị điện á. Dạ. À, anh cũng không có làm việc một chỗ, nhưng mà anh nói chung là không cố định một nơi á. Dạ. Thì đi chỗ này đi chỗ kia, nhưng mà trong tỉnh thôi. Dạ. Nhưng mà bù lại là cái thời gian anh được thoải mái. Dạ. Nói chung là anh tự quyết định được cái thời gian mình làm hay không á. Dạ. Thì
thể nó bổ qua bổ lại vậy. Dạ. Đấy. Chẳng hạn như sau này mà mình quen nhau á, thì chẳng hạn như một tuần anh sẽ sắp xếp ra Nha Trang một, để gặp em một lần. Dạ. Thì không biết em nghĩ sao? Dạ được ạ. Dạ. Có ít quá không? Dạ không sao đâu anh. Chủ yếu là cái sự quan tâm, nếu như mà quan tâm nhiều á thì cái khoảng cách nó cũng không là vấn đề đâu. Dạ, tại vì ngày xưa thì em quen, nhưng mà nếu mà ở gần mà không quan tâm thì nó cũng không quan trọng bằng. Dạ. Là nếu như mà anh ra một tuần một lần hoặc nhiều hơn thì càng tốt. Thì sau này anh sẽ sắp xếp hơn đó. Dạ. Sẽ cố gắng sắp xếp nhiều thời gian hơn để ra thăm em. Dạ. Em nghe nói mà em làm phân ra anh Nha Trang thì anh cũng rất là mừng, tại vì cũng không có xa lắm. Dạ. Thì anh cũng có thể tranh thủ mình ra mình du lịch luôn cũng được á. Dạ. Chắc em cũng là người có đam mê du lịch đúng không? Dạ, thật sự là nó giống như nó ăn vào máu, đam mê. Nhưng mà em cũng có cái duyên với nghề đó, cho nên là làm lâu rồi em cũng học hỏi thêm. Và còn nói chuyện em thấy anh sao? Dạ, anh cũng hiền, dễ thương. Dạ. Nếu mà đã có cơ hội gặp ở đây rồi thì mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Dạ. Anh cũng nghĩ vậy. Dạ. Bây giờ mà có khoảng dụng... thời gian ở đây thì mình cũng không nói lên được cái gì, mình cũng không có hiểu được hết cái gì. Thì có nhắc mình cho nhau cơ hội. Tại vì anh cũng từ quê, từ Linh Thuận ra đây thì cũng hơi xa, sắp tới thời gian nói chung hơi là mệt á. Thì anh cũng hiểu em đi từ đó vào đây cũng là mệt á. Thì mình đã mất công sức nhiều vậy thì mình cho nhau một cái cơ hội để có thể sau này mình có thể tiến xa hơn nữa. Dạ. Nếu mà tìm hiểu được đó, thì anh có dự định là bao lâu mình sẽ cưới không? Anh nghĩ thì nếu mà không có vội vàng gì hết thì mình sẽ tìm hiểu trong năm nay. Và có thể sang năm mình sẽ tính đến chuyện cưới. Thì không biết em nghĩ sao, em có đồng ý không? Dạ, thật ra thì tuổi của mình thì năm nay thì nó cũng chưa có được, nói chung là nếu mà về cưới xin thì nó cũng chưa được tốt lắm. Dạ, cho nên là mình cứ tìm hiểu, còn duyên nợ thì đến đấy sẽ hy vọng là sẽ tốt. Dạ. Thường thì anh có hay đi chơi, đi du lịch ở đâu đó không? À, anh có đi cũng các tỉnh miền Trung, anh cũng đi. Ui, dễ thương quá. Nãy giờ nói chuyện thấy hồi nãy, ê sao nói chuyện với chị không nói được mà thấy nói chuyện cô này nói được, nói chuyện với em nó được phải không thầy? Dạ. Nãy giờ nói ổn phải không? Dạ. Gặp chị em luôn á. Phải không? Chứ nói chuyện với bạn gái là nói rất là được mà. Nãy giờ em cũng hay hỏi á chị. Dạ. Có cách bắt chuyện đúng không? Dạ. Dễ thương mà. Chị là có làm du lịch ẩm thực nên chị cũng hay đi lắm. Đi chỗ nào mà đẹp có cái gì ăn ngon là chị đi, chị quay phát YouTube cho chị. Dạ. Rồi anh giới thiệu chị với bạn trai nghe vài điểm. Sao hấp dẫn mời anh ấy đến Phú Yên chứ? Đúng không cưng? Đi Phú Yên lần nào chưa? Em đi ngang qua thôi chứ rồi. Đi ngang qua thôi phải không? Bây giờ làm sao em giới thiệu sao nè, hướng dẫn viên du lịch nè, mà người ta đi vô luôn chứ phải đi ngang. Rồi nói thử nghe coi. Dạ. Chào mừng chị Tường xinh đẹp đã đến với Phú Yên. Và khi mà đến... Anh Trung Thành nữa. À, chị dạ. Đi chung với anh Trung Thành. Dạ. Thì khi mà đến với quê em thì mình sẽ có dịp được tận hưởng và khám phá những cái điểm tham quan đẹp. Ví dụ như là ghềnh đá đĩa nè, là một trong năm ghềnh đá đẹp nhất trên thế giới. Dạ. Và đối với ở tại Phú Yên nó còn có Mũi Điện nè, bãi biển Vũng Rô nè, vịnh Vũng Rô. Xong rồi chúng ta còn có thể tham quan ở tại một số nơi như là bãi Xếp nè, ăn hải sản ở đầm Ô Loan. Dạ. Đầm gì? Dạ, đầm Ô Loan ạ. Nhất định phải tới ăn hải sản. Dạ, ở đó. Hải sản ở đó vừa tươi, sống. Dạ, giá cả thì sẽ rẻ hơn ra nhiều. Và đặc biệt là nó chất lượng. Ngồi ở đó là mát, vi vu luôn. Wow. Dạ. Nếu mà đến Phú Yên thì ngoài những cái đặc sản đó ra thì chị còn có thể thưởng thức món đèn pha đại dương. Có thể là mọi người sẽ nghe nó một cái tên gì đó nó khá là lạ, nhưng mà nó chính là mắt cá ngừ đại dương. Dạ. Đèn pha đúng không? Dạ, đèn pha đại dương ăn rất là ngon. Và ngoài ra thì còn có bò một nắng muối kiến vàng để làm quà. Cá ngừ đại dương cũng khá là nổi tiếng ở tại Phú Yên. Dạ, nếu mà chị làm du lịch ẩm thực đó, thì chị có thể trải nghiệm qua những cái món ăn này.
Rồi, nhất định là chị sẽ tới. Hy vọng là chị sẽ tới và có thể là alo cho em. Ừ, em có tới. Không? Có, có không? Có, có thì... Nhưng mà em về Phú Yên có ít bữa em về Nha Trang lại mà. Chị Tường đi là em tới liền. Rồi nha, dạ. Hứa nha. Rồi, cảm ơn. Sao? Có đủ động lực tới Phú Yên chưa? Là nghe nói vậy em rất là thích. Thích ha. Dạ. Có cơ hội mình sẽ tìm đến nha. Dạ. Bây giờ mình sẽ chơi bóc mấy lá thăm của chương trình ha. Có những cái yêu cầu trong này đã đưa ra. Rồi mình thực hiện cho nó vui. Rồi đọc lên đi em. À, bạn trai xin phép nắm tay tỏ tình và hát tặng bạn gái. Rồi làm đi em. Mạnh mẽ lên, nãy giờ không có tôi thấy hoành tráng lắm. Bước qua, xin phép nắm tay hát tặng bạn gái. Em hát cũng dở quá. Chị biết trong này tao còn tỏ tình nữa rồi hát tặng bạn gái qua làm gì làm đi. Nhanh lên, đứng lên. Coi như không có chị đây đi, coi như chị không có nhìn đi. Em làm gì em làm. Thôi anh xin phép sẽ được nắm tay em. Dạ. À. Không biết em có thể đứng lên để anh sẽ hát tặng em một bài. Dạ được. Chào ha, cặp đôi này xứng à. Rồi nắm tay, hát đi rồi nói cảm xúc cũng được. Anh hát cũng giờ thì tự tin lên. Ánh mắt yêu thương đã trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ tới nhau. Có lẽ hôm nay hai ta đã yêu nhau rồi, mình cùng chung đôi nhé em người ơi. Rồi hãy nói cảm xúc đi. Anh hy vọng mình gặp nhau ở đây thì mình sẽ là người đi đến cuối cùng đoạn đường cùng nhau. Mình cùng nhau bấm nút nha. Dạ. Trời con này giả giả chân về về chỗ chứ gì chân giả rồi. Dễ quá ha. Nắm tay cái lời đi theo anh là giả. Hẹn hò giả luôn. Rồi một lá đi cưng. Bạn hãy chọn một trong ba điều sau để thực hiện: cổng bồng bạn gái đi một vòng, là em cổng ạ. À, xin phép hôn tay bạn gái, hoặc là ôm từ phía sau. Bạn gái làm đó. Bạn gái đọc cho em làm. À ừ, thì cái này em chọn đi, anh sẽ làm. À đúng rồi, em chọn đi, anh sẽ làm. Dạ chính xác. Xin phép hôn tay bạn gái. Tao thích hôn quá. Chầm chở gì nữa. Lời quá. Dễ thương. Hôn lâu lâu cho người ta chụp tấm hình kỷ niệm, mai mốt là cưới nhau người ta tặng. Dễ thương quá quý vị. Rồi mời hai em đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu như đồng ý hẹn hò mình bấm mạnh, nếu không đồng ý mình có quyền lấy tay ra. Nhắm mắt lại nha. 1 2 3. Hết thời gian. Em làm chị hồi hộp quá. Sao lâu vậy? Em đợi chị tính xong nữa. Em nhắm mắt em không thấy đó, chứ em đếm 1 bên đây bấm rồi. À vậy đó dạ. Chị rồi, dù sao thì trái tim cũng đã sáng đèn. Rồi nắm tay, nắm tay nhau đi hai bạn. Đây, đây là cái quà tặng ha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Hôm nay chàng trai rất lời nha. Nãy được nắm tay, được hôn tay, bây giờ một nụ hôn lên má để kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt. Viết lên lại một đoạn kết mới trọn vẹn yêu thương. Tuổi trẻ mà phải dám yêu, dám nghĩ, dám làm thì mới tiến được với nhau nhá. À, hy vọng rằng là họ sẽ dành thời gian để tìm hiểu nhau, bên cạnh nhau, và có thể là một khi nào đó họ sẽ báo tin vui cho mình là họ về cùng một nhà. Cảm ơn quý vị cũng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho chương trình. Chương trình Hẹn Ăn Trưa được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các tuần xin chào và hẹn gặp lại quý vị.